Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Câu. Siêu phẩm cửa hàng muốn giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay đó chính là một cái sản phẩm chính hãng đến từ hãng Daiwa, túi đựng cần lua Daiwa 1m25 dành cho các cái loại cần có chiều dài từ 1m98, 2m1 hoặc là 2m4. Đây chính là cái túi đựng cần lua chính hãng của hãng Daiwa Việt Nam ha. Và mọi người có thể thấy ở đây đó chính là nó chỉ có một cái size duy nhất nhé. Túi này là có một size duy nhất, đó chính là 1m25. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái túi này nó sẽ được thiết kế như thế nào nhé. Rồi ok, thứ nhất là về xem cái chất liệu của nó ha. Đấy, chất liệu của nó thì ở đây là nó được may bằng vải dù và trong này có một xốp êm ha. Rồi, cái này thì nó êm là có tác dụng gì, là dùng để nó để bảo vệ máy đấy. Bảo vệ máy không có bị va chạm hoặc là nó quá chấn động quá mức khi mà sử dụng cái sản phẩm này mang theo trên người ha. Rồi cái thứ hai là về cái dây của dây đeo của túi này. Đây, dây đeo chỗ này thì nó không có gọi là làm cho chúng ta mang vào nó khó chịu mọi người nhé, nó khá là êm ái đấy nhưng không phải là khó chịu. Này có logo Daiwa ở trên đây luôn ha. Sản phẩm này 100% chính hãng Daiwa luôn, có xuất hóa đơn đỏ VAT luôn ha, chứ không phải là hàng cái dòng sản phẩm Daiwa nhái như trên thị trường mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem là cái túi này thì nó sẽ bỏ được bao nhiêu cái cần lua cho các anh em cần thủ. Bây giờ mình sẽ bỏ thử vào cho các bạn cùng xem nhé. Đây, thứ nhất là một bộ máy ngang, cần máy ngang. Đấy, một bộ cần máy đứng ha. Ra đi lua thì cũng thường người đi lua thì người ta cũng không mang quá nhiều cần câu, nhưng mà ở đây mình muốn cho các bạn cùng xem luôn là cái túi này thì nó sẽ đựng được mức độ nào. Rồi ok, kéo cái dây khóa lại. Đấy, đây, sau khi mà bỏ ba bộ vào thì chúng ta có thể thấy là nó như thế này. Và đó thì nó khá là gọn, mọi người có thể nó khá là gọn gàng. Đó, bây giờ mình sẽ mang lên trên người cho mọi người cùng xem, để cùng xem là cái túi này mang lên thì nó nhìn như thế nào ha. Ok, bây giờ cái túi này mình đã bỏ một cái cần vào và bây giờ đang là đi theo cái chiều hướng dọc cho mọi người xem ha. Đó, đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mang lên này, mọi người cùng xem mang lên đến nó sẽ như thế nào ha. Cái thứ nhất là cái cảm giác đó chính là cái sự thoải mái, tại vì sự thoải mái ở đây đến từ cái chất liệu của cái dây quai này nhé. Cái dây quai này nó rất là thoải mái. Dây quai này nó êm chứ nó không có bị đau như các cái dòng sản phẩm dây quai khác ở trên thị trường. Nó làm cho chúng ta mang cái này cũng mang thêm 5-10 cần câu đi nữa thì cũng vẫn là bình thường. Sẽ là do cái túi này thì nó không thể chứa nổi 5-10 cần câu đâu ha. Đó, cái dây quai rất là êm và nhẹ nhàng. Cái kiểu dáng thì thử đó là thời trang rồi, nó nhìn khá là sport, năng động thể thao, nó sẽ khác với các loại túi khác. Và đối với những anh em mà đi câu lua thì mình nghĩ rằng đó chính là cái sự trải nghiệm sản phẩm như thế này rất là phù hợp với cái giá rất là phải chăng. Và các bạn mà quan tâm thì có thể đặt để lại bình luận ở bên dưới hoặc là liên hệ số thoại tiếp ở trên video. Bên cửa hàng sẽ ship hàng và giao hàng tận nhà, kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.